Những kẻ nổi loạn tràn ngập đường phố. Đây là làn sóng bạo động thứ tư. Tối nay, tiết quân luật đã được tuyên bố trên khắp cả nước. Không ai được phép bước ra đường phố. Hội đồng các thống đốc đã tuyên bố chiến tranh sắp nổ ra. Bonjour. Bọn trinh thám từ vương quốc Oroku vẽ bản đồ vùng đất của chúng ta. Và sự chuẩn bị của chúng đã bắt đầu. Tập hợp mọi thị tộc lại. Tới lúc rồi.
Cage thuộc thị tộc Thất Lạc. Hội đồng ninja yêu cầu sự hiện diện của anh tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở đền Tư Lệnh trên dãy núi miền Đông hùng vĩ. Hãy chọn 4 trong số những người giỏi nhất để đồng hành cùng anh. Họ nên có thanh danh và sống tuân thủ theo đạo lý, vì chính họ sẽ là những người mở ra một thời kỳ mới hòa bình cho chúng ta. Một thời đại mới mang lại an bình và an ninh cho các gia đình của ta. Nên hãy đưa đến người khỏe nhất, thông minh nhất, hung tợn nhất và tài năng nhất. Chúc anh thượng lộ bình an. Đi thôi nào. Và chúc anh được sự thông thái dẫn dắt. Hãy nhớ, đây là một hội nghị hòa bình. Đừng mang theo vũ khí. Hệ thống giáo dục của tổ tiên chúng ta buộc họ phải thực sự vào phòng đọc sách. Phải, thời đó chẳng có thứ gì tải về được cả. Họ phải ghi nhớ mọi thứ. Becker kia phải không? Trông không ổn rồi. Giữ cho kỹ và ở sát bên ta. Còn vũ khí của chúng ta,
Đây là hội nghị hòa bình. Fumitaka chắc phải cạn túi rồi, mới mời đến thị tộc thất lạc. Cho ta hay, có phải vì quý vị để lạc mất đường đi hay lạc mất danh dự? Đây là một hội nghị hòa bình. Giờ thì ta mới hiểu hơn về thị tộc danh dự thất lạc. Là gã lớn xác, ông trái nho, bị điếc. Cuộc sống với lũ vô danh dự thế nào? Sống ở đó giống ở nhà hơn à? Trả lời đi, đồ quái gở to xác. Hãy tôn trọng đạo lý của chú ấy. Những gì người ta nói về các người chỉ đúng một phần. Ta biết sự thật. Ngươi là kẻ dối trá và hèn hạ. Không đánh nhau. Chúng ta tới đây dự hội nghị hòa bình. Gạt những khác biệt vặt vãnh của các anh sang bên đi. Sư phụ Fumitaka đã ra lệnh vậy. Ngay. Cage. Thuộc thị tộc lầm lạc. Anh khỏe không? Đang sinh tồn. Sinh tồn mà. Thôi nào, đến lúc thành công rồi. Sư phụ Fumitaka sẽ rất hài lòng khi gặp anh. Cũng lâu lắm rồi, người anh em. Không mang vũ khí và bon ke. Buông vũ khí ngay. Đội trưởng cứng nhắc nào thế, Hiroshi? Chúng em cùng được sư phụ Fumitaka đào tạo. Anh ấy được chọn làm cánh tay phải cho sư phụ thay vì chú à? Anh đoán không phải cái gì cũng được trao cho chú, đúng không em trai? Thứ này còn xuống tới đâu nữa? Mấy bon ke cũ này đôi khi xuống sâu tới 100 tầng, hàng ngàn bộ dưới lòng đất. Người ta sống dưới đây sau cuộc đại chiến, bảo vệ họ khỏi bụi phóng xạ. Chỉ đến tầng 20 thôi sao? Tôi thường thích các hội nghị hòa bình ít nhất phải ở tầng 50 cơ. Chưa một ai từng sống sót trở lên sau khi xuống các tầng dưới. Theo tôi.
Các tộc trưởng, ta rất vinh dự được giới thiệu với các vị sư phụ đáng kính của chúng ta, Fumitaka. Các anh em, các chị em, các chiến binh ninja đồng đạo, hãy nhìn chúng ta xem. Các thủ lĩnh của các thị tộc vĩ đại sát cánh bên nhau. Mỗi người có thế mạnh riêng, mỗi người có năng khiếu vô song. Thị tộc miền Nam có khả năng ném lửa, những bóng ma ám ảnh của biển miền Đông, những con rồng sa mạc hùng mạnh với cú đớp còn mạnh hơn, các mỹ nhân với sức cám dỗ chết người nhưng khó cưỡng, cả thị tộc thất lạc bí ẩn cũng lặn lội từ xa đến. Các anh em và chị em, ta mang đến cho các vị tin xấu đe dọa đến cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải hợp sức cùng nhau thành một thị tộc. Im lặng. Ta tuyên bố một năm đình chiến. Không thị tộc nào được hại thị tộc khác, không ninja nào được hại ninja khác. Vi phạm hiệp ước này sẽ bị xử tử. Hắn đã bị bắt khi trinh sát trong khu rừng của chúng ta. Vương quốc Oroku đang xây dựng quân đội, chúng sẽ sớm tấn công. Nếu chia rẽ chúng ta đều sẽ thất bại. Nhưng các anh chị em, đoàn kết là một thị tộc, ta không thể bị đánh bại. Chúng ta được ràng buộc bởi đạo lý, đạo lý của thị tộc. Ai sẽ đứng lên cùng ta? Fumitaka. Vào hôm nay, hãy để hòa bình bắt đầu từ giờ. Sư phụ, sư phụ. Là tên đó, từ thị tộc thất lạc. Chính hắn, tôi đã thấy hắn phóng nó. Tôi chính mắt nhìn thấy kẻ mang tên Cage. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Bắt chúng, thả chúng đi.
Đi thôi. Xem ra chúng ta thiếu vài vũ khí rồi. Lấy vũ khí của họ đi. Tiếp tục di chuyển. Đúng kiểu hội nghị hòa bình của mình. Sư phụ Hiroshi, ngài không thể ngó lơ ba nhân chứng. Kay phải trả giá cho chuyện này. Bắt Kay về đây. Còn sống thì tộc nào bắt được hắn sẽ được trọc. Mang vũ khí cho những người này. Gì vậy? Tôi không biết. Tôi không nhìn thấy. Có gì đó ngoài kia. Bước vào ánh sáng đi. Sẽ có ngày tôi học được điều đó từ anh. Nó là ảo giác thôi. Chúng ta vẫn còn ở dưới đất 200 bộ. Có cao kiến gì không, em trai?
Năng lượng. Tôi tiêu hết để giúp chúng ta rời hội nghị hòa bình rồi. Mark. Đầy. Surge. 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 Đầy. Đâu phải lúc chiếu sáng xanh đỏ. Có ai thấy mặt kẻ sát nhân không? Không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chắc là Becker. Becker. Sao lại là Becker được? Hai người có giống nhau đâu. Cái nhìn trên mặt Becker ngay sau đó, như thể hắn biết chuyện sẽ xảy ra. Ai muốn Fumitaka phải chết? Là Becker. Hắn không muốn hòa bình. Hắn muốn chúng ta biến mất. Hắn giết Fumitaka và đổ tội cho tôi. Cho hắn lý do để quét sạch ngôi làng của ta, trong khi hắn ổn định ở chế độ mới. Một mũi tên bắn hai con chim. Nếu chú tự thú, họ sẽ cho bọn anh đi. Có đáng làm thế không? Chúng ta chờ chết ở đây thôi. Lòng trung thành của chú rất được hoan nghênh. Chú lôi cả bọn vào vụ lộn xộn này vì cái hội nghị hòa bình đố bịch. Sợ anh đang hành động như một thằng ngu đấy. Tôi là thằng ngu hả? Tôi ngu hả? Xem chúng ta đi đến đâu này. Làm sao chú ấy có thể đoàn kết thị tộc này? Ít nhất anh cũng chết khi đang say. Chúng ta sẽ sống sót tuân theo đạo lý. Đạo lý của cậu toi rồi, bọn này cũng thế. Đạo lý của chúng ta là sự cam kết với thị tộc, với ngôi làng, với mỗi người. Đây không phải về chúng ta, về chuyện ta sống hay chết. Đây là về chuyện vợ ta, con ta và thị tộc ta có sống được hay không. Đạo lý còn to lớn hơn cả em, to lớn hơn cả chúng ta. Anh hai, chúng ta phải to lớn hơn cả chính mình. Đi nào. Ra khỏi đây thôi. Chia ra đi. Tôi không cho đó là ý hay đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Chúng ta phải kiểm soát nhiều khu vực hơn. Được, chia ra vậy. Nhưng hãy nhớ điểm này. Trở lại đây sau 15 phút.
hai chọi một, thế cũng ngang sức rồi. Tìm thấy gì không? Sáu tên canh gác cầu thang. Hắn phải dẫn đến đâu đó, chúng không muốn ta đến. Nhặt được chút quà cho anh. Mark đâu rồi? Mark, không! Mark, người bảo hộ của thị tộc và gia đình. Trái tim cô chung nhịp đập với lòng can đảm. Máu cô chảy cùng với đức hy sinh. Cái chết của cô định nghĩa danh dự. Hãy an nghỉ, bạn tôi. Hòa bình và danh dự trong thế giới bên kia.
Lấy được gì thì lấy đi. 10 phút nữa ta đi. Hey, Trillian. 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 You gotta make it. Anh sẽ vượt qua được. Tất cả chúng ta sẽ vượt qua. Anh trai anh. Can you trust him with anh Sky? Tin tưởng cho anh ta đi với Sky. They're awfully close. Bọn họ thân nhau lắm. Been close ever thân since từ hồi Sky đến với chúng ta. Well, Sky, wasn't born Sky không được sinh ra ở làng. He was from Baker. Anh ta đến từ thị tộc của Baker. When they discovered khi họ phát hiện anh ấy câm điếc, they cast him out. Họ trục xuất anh ấy. Sky, wanted all the Sky lang thang suốt đến vùng lãnh thổ của chúng ta. Từ hồi cha tôi còn là tộc trưởng, cha đã nuôi dạy anh ấy, cho anh ấy một gia đình có thể giáo dưỡng anh. Và anh đã luôn trung thành với tôi và anh tôi kể từ đó. Anh ấy sẽ không chống lại chúng ta đâu. Chúng đã giết hai người của tôi, một người tộc rồng và ít nhất 5 lính gác của ngài. Họ giờ ở đâu? Lần cuối thấy chúng gần thang máy. Thang máy nào? Thang máy. Đi. Search. Thế chứ. Lùi lại. Kate! Give it up. Từ bỏ đi, rồi ta sẽ cho người của ngươi tự do. Không có chuyện đó đâu. Không thoát được qua lối này đâu. Phải quay lại thôi. Họ không tiến lên. Họ đang cố cản ta lại. Phải có lối thoát đằng sau cánh cửa đó. Đằng sau. Người của người có biết người giết Fumitaka không? Ba nhân chứng nói chính ngươi làm. Tại sao ta phải giết ông ấy? Người ôm hận Kay. Ông ấy chọn Hiroshi thay vì ngươi. Người của người nghi ngờ ngươi, Baker. Họ biết ngươi đứng sau vụ này. Là ta thì ta không ngủ ngon đâu. Nếu người của ngươi thông minh, họ sẽ tự tay giải quyết ngươi. Cage. Người của ngươi đâu hả? Muốn xem thị tộc thất lạc à? Ta cho ngươi xem. Vào đi. Đi thôi, mau lên. Xem trong túi có vũ khí không? Tìm được mấy ngọn phi đao. Và bột thuốc súng để làm hỏa cầu, khả năng phát nổ cao.
Không phải ném sao à? Họ ném lửa, vậy học lại đi. Tôi cũng thích giọng điệu của anh. Gì đấy? Không hay rồi. Làm cách nào để gọi thang máy? Không có cách. Thế nghĩa là quái nào? Gắn chơi thôi, nó chỉ đi xuống. Kẻ nào xây dựng nơi này đã lắp thang máy để những ai muốn trốn thoát sẽ phải chết rụt ở dưới kia. Phải có lối khác ra khỏi đây. Một lối ra khác sao? Đều do lỗi của mày. Lui lại. Lẽ ra tao phải giao nộp mày khi có cơ hội. Lẽ ra tôi nên bỏ anh ở nhà. Buông cả nén ra, Serge. Không, tao là anh hai mày. Cha không bao giờ nên trao quyền cho mày. Đáng ra mày phải nghe lệnh từ tao. Nếu không có tôi, anh đã ngỡm rồi. Anh đang vi phạm đấy. Không ai trong chúng ta sẽ còn năng lượng cho đến mai. Các người đang tàn sát lẫn nhau. Các người đang giết cả bọn đấy. Năng lượng. Năng lượng. Cạn rồi. Tôi cạn rồi. Còn anh để dành một ít cho bọn tôi chứ. Anh đã nghĩ cho thị tộc chứ. Ừ, còn một chút đây. Anh đã lãng phí nó. Chúng ta phải sát cánh với nhau. Nếu không đoàn kết sẽ không có lối ra nào khác. Đi thôi.
Cage, hy vọng anh nghe thấy điều này. Tôi có bằng chứng chứng minh sự vô tội của anh, nhưng tôi phải chứng minh nó với các thị tộc khác. Họ muốn đổ máu và tôi không thể kìm họ quá lâu. Anh phải quay trở lại đây. Có hai thang máy nằm ở... Cage, hy vọng anh nghe thấy điều này. Tôi có bằng chứng. Không, thang máy nào. Nhưng tôi phải chứng minh nó với các thị tộc khác. Họ muốn đổ máu và tôi không thể kìm họ quá lâu. Anh phải quay trở lại đây. Hay đấy, anh làm hỏng nó rồi. Cứ đi tiếp thôi. Cage, hy vọng anh nghe thấy điều này. Tôi có bằng chứng chứng minh sự vô tội của anh, nhưng tôi phải chứng minh nó với các thị tộc khác. Họ muốn đổ máu và tôi không thể kìm họ quá lâu. Anh phải quay trở lại. Thánh thần ơi, mùi gì thế? Nhiều năm lắm rồi. Không khí hẳn đã bảo quản thi thể. Như thể... Lùi nó ra khỏi tôi. Lùi nó ra. Anh phải đưa tôi ra khỏi đây. Chúng ta ở cùng nhau, chúng ta sẽ tìm được lối ra. Được chưa? Không sao đâu. Anh không sao chứ? Thư giãn đi. Cái gì thế? Ra khỏi đây thôi. Khóa cửa lại. Không, không. Im đi. Tại sao ta dừng lại? Được rồi, không sao rồi. Được rồi, để xem sao. Có ai có nước không? We need a wrap.
phải băng bó nó lại. Đưa dây lưng cho tôi. Được rồi. Anh sẽ vượt qua thôi. Chúng ta rồi sẽ vượt qua hết. Tôi không biết các anh thế nào, nhưng giết xác sống làm tôi đói. Coi nào, về nhà thôi. Đây rồi. Khởi động nó đi. Coi nào, khởi động đi. Nó không hoạt động. Truy dân. Coi nào, anh xem đi. Hệ thống này Thùy Vinh, coi nào. Được rồi này, đi thôi. Xong rồi, đi thôi. Vào lại trong này đi. Đi thôi. Đông quá, cửa không chịu đóng. Anh ấy. Kết thúc rồi. Kai. Không, không. Không, Kai, không.
Tôi không có vũ khí. Nếu muốn, các anh cứ kiểm tra. Các anh muốn biết ai giết Fumitaka đúng không? Nói đi. Trông anh cần nghỉ ngơi và sự quan tâm đấy. Cô không biết được đâu. Không vũ khí. Đây là căn hộ riêng của tư lệnh. Được Fumitaka dự trữ đầy đủ. Nó có mọi thứ anh mong muốn. Thức ăn, rượu, dụng cụ y tế, các lối ra riêng, phòng ngủ riêng. Là Becker, phải không? Anh muốn tôi nói thế hả? Anh không nhớ sao? Nhớ gì? Những câu trả lời, tất cả đều nằm trong đó. Không thể nào. Anh mệt rồi đấy. Anh cần uống nước. Cô đã làm gì? Thư giãn đi. Tìm lối ra đi. Coi nào.
bỏ đi không lời từ biệt sao? Thế thì thô lỗ quá. Không phải vội về nhà. Mọi người trong làng anh sẽ chết trước khi anh về được đó. Mọi thị tộc đều đã được cử đi. Vĩnh biệt thị tộc thất lạc. Thành công rồi. Sir, anh sẽ vượt qua thôi. Anh sẽ không sao cả đâu. Cố lên. Làm ơn đi. Đừng như vậy. Cố lên đi, xin anh. Sir, ở lại với em. Ở lại đây. Ở lại với em. Làm ơn, anh hai. Ở lại đây. Em cần anh giúp. Em cần anh hai. Em không làm một mình được. Cha đã chọn đúng người rồi. Thứ này sẽ làm chậm độc tố lại. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ đi. Ấn tượng lắm. Cũng chiến đấu ra trò đấy. Ta không nghĩ ngươi có tố chất. Vụ mưu sát ta biết không phải do ngươi làm. Đúng là tinh khải huyền. Cuối cùng ngươi cũng chịu thú tội sao? Ba nhân chứng đã thấy ngươi. Họ thấy một ảo giác. Làm đi, đồ hèn hạ.
Giết ta đi. Kẻ nào đang tiến đến làng của ta? Làng nào? Kẻ nào giết Fumitaka? Người giết. Không phải sao? Hai, ta đang ở đâu? Ở nhà, Serge. Độc tố lại di chuyển rồi. Phải đưa anh về làng ngay. Nước. Được, em trở lại ngay. Lộ diện đi. Mỗi tộc đều có một vũ khí bí mật, nhưng ta có vũ khí quyền năng nhất. Sự lừa gạt. Người giết sư phụ của chúng ta. Tại sao? Người ngày thờ thế từ khi nào vậy? Người không có danh dự, không tôn trọng đạo lý. Ta sống theo đạo lý của riêng mình. Người đã có tất cả. Không, ta chẳng có gì. Sư phụ Fumitaka luôn yêu thương ngươi nhất. Ta đã biết ngươi sẽ luôn là kẻ thù của ta. Fumitaka đã chọn ngươi chỉ vì ta hoạch định như vậy. Khi chúng ta còn nhỏ, sự lừa gạt của ta rất khôn khéo. Sư phụ Fumitaka thấy người trộm táo, nghe người nói dối dù vô hại. Riết rồi, lão không thể tin tưởng người. Điều đó khiến lão rất buồn, làm trái tim tội nghiệp của lão tan vỡ.
Không phải nói, ta trở nên đầy hứa hẹn với lão. Ông ấy cho người mọi thứ. Không, ta đã đợi hàng năm trời để được tiếp quan thị tộc. Nhưng Fumitaka yêu dấu quyết định kêu gọi hòa bình, mang ngươi và tất cả những kẻ khác về một gia đình. Ta đã chặn đứng lá thư của lão. Lão đã định lập ngươi làm cánh tay phải. Nhìn thấy ngươi làm tộc trưởng thị tộc thất lạc, giữ vững đạo lý kiên cường đến vậy, nói thật làm ta thấy phát mửa. Đó là lý do bây giờ ngươi phải chết. Anh hai, Cage thuộc thị tộc thất lạc. You are a great warrior. Anh là một chiến binh vĩ đại and an honorable và là một ninja đáng kính. As leader, với tư cách là thủ lĩnh thị tộc miền Nam, tôi hứa với anh, quê hương của anh sẽ được bảo vệ. Đừng bảo vệ chúng tôi. Hãy tôn trọng chúng tôi. Về nhà thôi, anh hai. Về thôi.